Bộ môn công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 10 năm 2010. Hiện nay, bộ môn đang đào tạo ngành công nghệ thực phẩm với 200 sinh viên theo học. Năm 2017, ngành công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Quốc tế đạt chuẩn đánh giá của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUNQA. Ngành học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo giáo trình quốc tế hiện đại với 90% đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu thế giới và khu vực. Chương trình đào tạo công nghệ thực phẩm tiên tiến có khả năng liên kết đào tạo với các đại học có thứ hạng cao trên thế giới. Chương trình đào tạo cấp bằng kỹ sư công nghệ thực phẩm cung cấp kiến thức không chỉ rộng mà còn cân bằng giữa khoa học và kỹ nghệ, quản lý, sản xuất, chất lượng và môi trường. Đặc biệt, chương trình học còn chú trọng kỹ năng thực hành và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Hiện nay, ngành công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Quốc tế có 15 cán bộ giảng viên. Trong số đó, gần 90% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên. Công bố khoa học bình quân của giảng viên ngành công nghệ thực phẩm hiện nay là 1-2 bài báo ASI trên một người trên một năm học. Các giảng viên đều tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học lớn của Quỹ Navitex và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngành công nghệ thực phẩm còn có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học phong phú dành cho sinh viên với các nhóm chính như triết ly các hợp chất chống oxy hóa dùng máy cua quay, phân tách tinh bột dùng máy ly tâm, quan sát vi sinh vật dùng kính hiển vi, máy sắc ký lỏng hiệu nâng cao. Hàng năm, ngành công nghệ thực phẩm còn tổ chức cho các nhóm sinh viên tham gia và đạt giải cao ở các cuộc thi như giải nhất cuộc thi Food Quick Bowl tại Bali, Indonesia, giải nhất cuộc thi Food Ingredients, giải nhì cuộc thi lắng nghe thực phẩm lên tiếng, giải nhì cuộc thi phát triển sản phẩm, giải ba cuộc thi khởi nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có vị trí việc làm quan trọng ở các công ty trong nước và nước ngoài. Nhiều sinh viên đạt được học bổng thạc sĩ và tiến sĩ ở các nước Úc, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hà Lan, Canada. Ngành công nghệ thực phẩm Trường Đại học Quốc tế hiện đang có chương trình liên kết 2+2 với Đại học Nottingham, Anh Quốc cùng mức học phí hợp lý. Ngoài ra, hàng năm, chương trình học bổng của Trường Đại học Quốc tế dành cho sinh viên, học viên có kết quả học tập tốt lên đến 37 tỷ đồng. Về cơ sở vật chất, hiện ngành công nghệ thực phẩm có hệ thống phòng học lý thuyết và 17 phòng thí nghiệm hiện đại, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu cho chuyên ngành. Hàng năm, ngành công nghệ thực phẩm còn tham gia ngày hội việc làm với các doanh nghiệp ngành công nghệ thực phẩm tại IU Job Fair để tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận công việc, có cơ hội học hỏi các anh chị đang làm nghề để bổ sung kiến thức thực tế và tạo kênh việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Ngành công nghệ thực phẩm tiếp tục đẩy mạnh các hợp tác nghiên cứu với các đối tác nước ngoài trong việc trao đổi giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, viết báo khoa học, tổ chức hoặc đồng tổ chức các hội nghị quốc tế. Ngành công nghệ thực phẩm còn có một mối gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm với các tập đoàn lớn như Ajinomoto, Buratos, Nutifood, Marsan, Sapporo, Maros, CB, Ocean Gift, Trọng Đức, Nestle.